Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 367.400 đồng tốt cần có kiểu là ESD cap nha các bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Ethereum, ETH. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình nha. Thì mở link form các bạn. Thì nhiệm vụ của giá này thì trên tờ Twitter của tất cả các bạn phải có 20 người theo dõi các bạn. Thì nhiệm vụ được khá là đơn giản các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn xôn xào kênh Telegram group dạy kênh channel nữa, theo dõi Twitter và tweet là bài này các bạn, rồi đăng test về một tweet cũng ngắn gọn thẻ này, không bắt buộc thì các bạn bỏ qua nghe các bạn. Rồi thì các bạn lướt xuống cầm đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình vào đây nè các bạn, vào biểu mẫu nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn đã điền là username các bạn đã xôn xào ai góp nè. Hình như là mỗi người nhận được 35 tóc cặn đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn nhập địa chỉ ETH EC20 mình vào các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Các bạn chấp nhận vào điều khoản hết nè. Rồi các bạn lướt captcha. Rồi các bạn bấm vào tham gia rớt luôn các bạn. Ok. Vậy mình đã các bạn việc copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 35 tóc cần có ký hiệu là ESB ghép trên đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.